Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học chiến binh bán hàng. Thì giới thiệu khóa học thi thương bắt phú, muốn giàu phải kinh doanh. Thế nhưng muốn kinh doanh thì bắt đầu từ đâu? Bán hàng như thế nào? Làm thế nào để tăng doanh số, tăng hiệu quả bán hàng? Kể cả khi bạn tự kinh doanh hay là nhân viên bán hàng, trưởng phòng kinh doanh đến chủ sở hữu doanh nghiệp cũng vướng phải ít nhất trong những vấn đề này. Vậy bạn không nên bỏ qua khóa học này, chiến binh bán hàng của chuyên gia đào tạo Bùi Quang Dương. Khóa học gồm 20 bài giảng cung cấp giải pháp và chiến thuật, kỹ thuật bán từ những nền tảng để đột phá doanh số lên gấp 2 đến 5 lần hiện tại. Khóa học sẽ giúp bạn xóa tan rào cản và tâm lý sợ bán hàng, sợ bị từ chối, và giúp bạn biến mọi lời từ chối thành lý do khiến khách hàng không thể cưỡng lại việc mua hàng. Ngoài ra, sau khóa học, bạn cũng sẽ nắm được những kỹ thuật bán hàng đỉnh cao, đột phá nhanh và tăng doanh số, bán hàng hiệu quả hơn. Còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký tham gia khóa học ngay để trở thành những chiến binh bán hàng đỉnh cao. Và yêu cầu khóa học đã từng bán hàng ít nhất là một lần. Và lợi ích khóa học là sở hữu vô số tư duy và chiến thuật những speller, nâng cao khả năng giao tiếp, đọc vị tâm lý khách hàng, xóa tan mọi rào cản từ chối, biến từ chối thành vũ khí khiến khách hàng phải mua hàng, xây dựng tập khách hàng vàng, nắm được công thức bán hàng trong 60 giây, có thể bán hàng cho bất kỳ ai và bán bất kỳ sản phẩm nào, tăng doanh số bán hàng lên gấp 2 đến 5 lần. Đối tượng đào tạo: chủ doanh nghiệp, cửa hàng, giám đốc marketing online và kinh doanh, trưởng phó phòng sales marketing kinh doanh, quản lý bán hàng, quản lý chi nhánh, quản lý cấp trung, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, những người muốn tăng doanh số, huấn luyện đội ngũ nhân viên. Và sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu khóa học chiến binh bán hàng. Chào bạn, tôi là Bùi Quang Dương. Tôi là chuyên gia đào tạo về lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng. Trong suốt 5 năm qua, tôi đã từng đào tạo và huấn luyện cho hơn 2.000 các bạn cộng tác viên và nhân viên sale. Và trong suốt quá trình huấn luyện và đào tạo thì tôi nhận ra những người bán hàng họ gặp khá là nhiều khó khăn. Có những người bán hàng họ rất nỗ lực tìm kiếm những khách hàng mới, nhưng tuy nhiên họ không tìm ra cho mình những tập khách hàng vàng, đó là những khách hàng tiềm năng. Và họ cứ nỗ lực nhưng kết quả thì không có. No sale, no money, không bán hàng, họ không có tiền. Và có những người bán hàng, họ tiếp cận khách hàng rất là chồng dần và họ không tạo ra được cái sự tin tưởng tuyệt đối đối với khách hàng, nên không trình bày, không xử lý từ chối họ. Khách hàng chả muốn nghe và cuối cùng họ không có hợp đồng. No sale, no money. Và có những người bán hàng, họ không dám giải quyết được những cái lời từ chối của khách hàng. Mỗi khách hàng từ chối, họ cảm thấy lo lắng, run sợ và cảm thấy rằng là khách hàng này không tiềm năng, và cuối cùng họ không giải quyết được vấn đề của họ và họ không bán hàng. Có những người bán hàng khi đến phần kết thúc họ tặc lưỡi và không dám đưa ra những cái lời kết thúc bán hàng. Cuối cùng họ cũng không có hợp đồng nào và họ doanh số rất là kém. Họ chỉ vớt vát được vài người vô cùng tiềm năng thôi. Bởi thế tôi có thiết kế một chương trình mang tên Chiến binh bán hàng. Trong chương này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thức để tìm kiếm cái tập khách hàng vàng của mình. Bạn sẽ có thêm được nhiều khách hàng tới với doanh nghiệp, tới với cá nhân của bạn. Và trong chương này tôi chia sẻ với bạn với công thức tiếp cận khách hàng chỉ với 60 giây để tạo ra sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Và trong 60 giây bạn có thể bán được hàng dưới 1 phút. Và sau đó tôi sẽ chia sẻ với bạn các cái bước để có thể xử lý từ chối một cách hiệu quả hơn. Sau khi học xong, bạn sẽ biến được những cái lý do khách hàng đang từ chối thành lý do để càng mua hàng. Tôi chia sẻ cho bạn những cái chiến thuật để giúp bạn chốt sale một cách hiệu quả hơn, để càng khó có thể cưỡng lại được cái lời mời đặt hàng của bạn, và bạn sẽ có thật nhiều tiền hơn, bạn sẽ có thật nhiều khách hàng hơn, bạn sẽ hạnh phúc
và thành công hơn nhờ kỹ năng bán hàng của bạn xuất sắc. Và hãy nhớ, no sale, no money. Tôi rất muốn gặp bạn ở trong trình chiến dịch bán hàng này. Và hãy đăng ký ngay lập tức khóa của tôi, no sale, no money. Và khóa của tôi sẽ mang lại thật nhiều tiền cho bạn. Và các bạn đã theo dõi một đoạn video chiến binh bán hàng. Video này mình chia sẻ đến các bạn khóa học là chiến binh bán hàng. Và khóa học này là trị giá 500.000. Và các bạn hãy đăng ký đường link ở phía dưới video để nhận được sự ưu đãi là giảm giá 40%, chỉ còn lại là 299.000. Thì video này mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được video chia sẻ đầu tiên của mình. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.